Ngày 23 tháng 11, các máy bay chiến đấu Rafael của Pháp đã xuất kích từ tàu sân bay Charles de Gaulle đang được triển khai ở phía đông Địa Trung Hải để tấn công vào các mục tiêu IS trên lãnh thổ Iraq. Phát biểu với báo giới từ tàu sân bay Charles de Gaulle, tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Pierre de Villiers cho biết các phi đội đã không kích các mục tiêu ở Ramadi và Mosul để yểm trợ cho lực lượng trên bộ tấn công các tay súng IS. Cũng theo tướng Villiers, trong thời gian tới, Pháp có thể tiến hành các chiến dịch không kích tương tự nhằm vào các mục tiêu của IS ở Syria, bao gồm các căn cứ chỉ huy, các trung tâm tuyển mộ cũng như các cơ sở dầu mỏ. Đây là lần đầu tiên Pháp điều động các máy bay chiến đấu cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle, không kích các mục tiêu của IS, một động thái được cho là nhằm đẩy mạnh trấn áp IS sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris, khiến 130 người thiệt mạng. Ngoài tàu sân bay Charles de Gaulle mang theo 26 máy bay chiến đấu, Pháp còn có 6 chiếc Mirage và 6 chiếc Rafale tại các căn cứ ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Jordani. Hiện, Pháp đã hợp tác với Nga thông qua trụ sở của Liên quân do Hoa Kỳ đứng đầu đặt ở Qatar để tránh các nguy cơ đụng độ trên không khi cùng tác chiến tại khu vực. Trong khi đó, chính phủ Anh cũng muốn thúc đẩy cam kết sát cánh với Pháp để đẩy mạnh cuộc chiến chống IS và đang nỗ lực thuyết phục quốc hội nước này thông qua kế hoạch oanh kích IS tại Syria. Thủ tướng Anh David Cameron đang kêu gọi một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện vào tuần tới để phê chuẩn kế hoạch này, mở đầu bằng việc cho Pháp sử dụng căn cứ không quân Akrotiri của Anh ở Sip để tấn công vào IS. Trong báo cáo về chiến lược an ninh quốc phòng mới vừa được công bố hôm qua, chính phủ Anh cũng xác định IS và một số nhóm cực đoan khác là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và lợi ích quốc gia. Báo cáo khẳng định quyết tâm của Anh triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn và tiêu diệt mối đe dọa này, trong đó có việc tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng và mua sắm khí tài hiện đại.